Công an Trung Cộng đến Vũng Tàu để cùng Công an Cộng sản Việt Nam điều tra vụ người Hoa Lục thuê ba biệt thự, tính đến từ Sài Gòn. Công an Trung Cộng đã có mặt tại Việt Nam để cùng Công an Cộng sản Việt Nam điều tra vụ hai người Trung Cộng đã thuê ba biệt thự và một khách sạn ở thành phố Vũng Tàu để thực hiện hành vi tham gia thẻ rút tiền ở ngân hàng và đánh bạc qua mạng ngày 20 tháng 12 năm 2018, tám, truyền thông trong nước loan tin. Đêm ngày 19 tháng 12, 100 cảnh sát đã kiểm tra 3 biệt thự và một khách sạn ở phường 1 và phường 2 ở thành phố Vũng Tàu. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện 22 người trung cộng, 20 nam và 2 nữ đang sử dụng các thiết bị điện tử truy cập các trang web, cũng như là dùng để tổ chức cho các cá nhân người trung cộng đánh bạc trực tuyến và nhiều dữ kiện liên quan tới tài khoản ngân hàng ở các nước Mỹ và Anh. Công an thu giữ 41 máy tính bàn, 13 laptop, 300 điện thoại di động, một bộ máy đọc thẻ, máy dập thẻ để làm thẻ ngân hàng giả, 33 thẻ rút tiền ATM do ngân hàng Trung Cộng phát hành cùng 200 vỏ thẻ ngân hàng trắng, 650 triệu đồng tiền Việt Nam, 100 Mỹ Kim và 8.500 nhân dân tệ. Nhóm người này đã khai họ sang Việt Nam để làm thẻ ngân hàng giả và đánh bạc qua mạng. Hiện công an đã thu giữ toàn bộ máy móc tài liệu liên quan của nhóm người này ngày 20 tháng 12 thì công an trung cộng đã cử người sang Việt Nam để cùng với công an tỉnh bà rịa vũng tàu và bộ công an cộng sản Việt Nam để cùng nhau điều tra. Wow.